Bạn nghe tin gì chưa? Thông báo mới từ TikTok Shop. Từ ngày 28 tháng 9 năm 2023, TikTok Shop bắt đầu thu phí giao dịch từ 3% cho tới 4%. Ngày càng khó khăn hơn cho anh chị em chúng ta đang kinh doanh online, đúng nào? Và những anh chị em nào chúng ta đang gặp khó khăn trong kinh doanh online, chúng ta đang mới bắt đầu có những đơn hàng hoặc có nhiều đơn hàng từ TikTok Shop mà bây giờ là thông báo lên tới là 4% về phí giao dịch, chắc chắn lợi nhuận của mọi người sẽ bị thu hẹp lại. Đây là một nỗi khó khăn, ngày càng khó khăn trong tình hình kinh doanh online cạnh tranh như thế này. Việc chúng ta dựa vào một cái kênh, ví dụ như kênh TikTok Shop này, nó sẽ khiến cho chúng ta rơi vào giảm lợi nhuận và công sức mình bỏ ra rất là nhiều nhưng mà thu lại thì không được bao nhiêu. Và công sức chúng ta xây dựng càng ngày càng phải chi trả nhiều hơn cho nền tảng này. Anh chị em nào chúng ta đang kinh doanh online trên nền tảng TikTok Shop mà chúng ta chưa có đơn hàng nhiều, hoặc chúng ta đang có rất là nhiều đơn hàng nhưng mà bây giờ gặp phải tình trạng này, lợi nhuận ngày càng giảm xuống, thì hãy kết nối với Hạnh ngay để phát triển công việc kinh doanh online của mình đa kênh. Mình làm kinh doanh online xây dựng sự nghiệp cho mình về lâu về dài, về bền vững, không phụ thuộc vào bất cứ nền tảng mạng xã hội nào khác. Bản thân em Hạnh khi xác định kinh doanh online là phát triển đa kênh, không chỉ riêng mỗi TikTok, không chỉ riêng mỗi các nền tảng khác, mà phát triển công việc của mình đa kênh để mình có thể làm chủ được công việc của mình và làm chủ cái lợi nhuận thu nhập của mình nha. Hãy comment xuống bên dưới hoặc inbox ngay cho em Hạnh để được tự chủ về công việc kinh doanh online của mình.